Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tụt rồi lại lên sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tăng lãi suất với bước nhảy lớn kỷ lục 0,75%. Và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed củng cố khả năng tiếp tục nâng lãi suất 0,75% trong cuộc họp sắp tới. Ở trong nước, phản ứng với biến động của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức tăng khá mạnh ở các thương hiệu. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66.200.000 đồng một lượng, ở chiều bán quanh mức 67.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 51.150.000 đồng một lượng và 52.050.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết chiều mua vào ở mức 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng niêm yết ở chiều mua tại mức 66.200.000 đồng một lượng, chiều bán 67.020.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66.200.000 đồng một lượng và 66.900.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá giao dịch thấp hơn ở chiều mua so với tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi ở chiều mua đứng tại mức 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự, khi ở chiều mua đứng tại mức 66.100.000 đồng một lượng và 67.000 đồng một lượng ở chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66.250.000 đồng một lượng, chiều bán 66.890.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.400.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại Ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 65.900.000 đồng một lượng, chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang, theo đó ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 19.648.000 đồng một lượng đến 51.150.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 21.648.000 đồng một lượng đến 52.050.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, vào thời điểm sáng nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 9, giá vàng thế giới đã chốt phiên toàn tại mức 1.716 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 7,6 đô la với tỷ lệ 0,45%. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 21.300 đô la Mỹ một đồng. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đứng tại mức 108,973 điểm,
Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt tuần tại mức 3,314% một năm. Giá dầu thô thế giới cũng chốt tuần tại mức 86,180 đô la Mỹ một thùng. Thưa các bạn, vàng thế giới đã trượt giá do áp lực từ động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed ông Powell. Tuy nhiên, lực mua kỹ thuật và sự giảm nhiệt của tỷ giá đồng đô la đã giúp cho giá vàng bật tăng trở lại. Chiến lược gia Daniel Galli của ngân hàng TD Security nhận định, những gì ông Powell nói lần này hoàn toàn nhất quán với những gì ông ấy đã nói tại hội nghị của Fed ở Jackson Hole hồi cuối tháng 8. Ông ấy không loại trừ khả năng tăng lãi suất với bước nhảy 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9. Giá vàng đang được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật ở vùng 1.700 đô la Mỹ. Nhưng chúng tôi không cho rằng giá vàng sẽ bứt phá mạnh khỏi vùng giá này trong ngắn hạn. Trong một chương trình hỏi đáp tại Viện Nghiên cứu Cato, ông Powell khẳng định lại quan điểm rằng Fed sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để chống lại lạm phát. Ông cũng phát đi tín hiệu rằng Fed sẽ không sớm tạm dừng đà tăng lãi suất hay chuyển sang cắt giảm lãi suất. Ông nói, lịch sử là một sự cảnh báo thận trọng về việc nới lỏng chính sách quá sớm. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng các đồng nghiệp của tôi và tôi có sự cam kết mạnh mẽ trong vấn đề này và chúng tôi sẽ tập trung vào đó cho tới khi hoàn thành mục tiêu. Giới phân tích cho rằng, những bình luận mới nhất của ông Powell đã giúp củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào cuối tháng này. Vàng được dự báo sẽ còn biến động mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính tiền tệ thế giới thay đổi rất mạnh. Các nước vào cuộc chạy đua tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Nhưng về tổng thể, Fed vẫn đang rất mạnh tay và đồng đô la Mỹ sẽ còn treo cao. Đây là yếu tố bất lợi cho giá vàng. Trước đó, ngày 8 tháng 9, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB nâng lãi suất cơ bản lên 0,75 điểm phần trăm. Đây là bước nhảy lớn chưa từng có trong lịch sử ngân hàng này, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Động thái này một lần nữa cho thấy ưu tiên chống lạm phát hàng đầu của Ngân hàng châu Âu ngay cả khi nền kinh tế khu vực Eurozone đứng bên miệng hố suy thoái và đối mặt với nguy cơ phải chia khẩu phần khí đốt trong mùa đông sắp tới. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB phát biểu và cho biết thêm rằng quyết định nâng lãi suất ngày 8 tháng 9 nhận được sự nhất trí của tất cả các thành viên. Chúng tôi cho rằng Ngân hàng châu Âu sẽ nâng lãi suất lên cao hơn vì lạm phát vẫn còn quá cao và có khả năng duy trì trên mức mục tiêu của chúng tôi trong một quãng thời gian dài. Quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SVDR lại xả mạnh vàng sau khi tạm ngừng bán trong phiên ngày hôm thứ Tư. Phiên thứ Năm, quỹ này đã bán dòng hơn 3 tấn vàng, giảm nắm giữ còn hơn 968 tấn. Trong hai phiên ngày thứ Ba và thứ Năm, quỹ bán dòng hơn 4 tấn vàng, đưa mức nắm giữ về mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Nếu như yêu kim lại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.